Uống 2 lít nước mỗi ngày có thật sự tốt hay không? Từ xưa đến nay, chúng ta đều được khuyến khích rằng hãy uống đủ 2 lít nước mỗi ngày. Nước có thể giúp chúng ta giảm cân, thanh lọc cơ thể và có được một làn da khỏe đẹp. Nhưng trên thực tế, con số 2 lít lại sai hoàn toàn và có thể để lại cả hậu quả về sức khỏe sau này. Nếu bạn uống quá nhiều nước mà cơ thể bạn cho phép một ngày, thì đầu tiên bạn sẽ có thể bị hạ natri huyết. Đây là hiện tượng tình trạng nồng độ natri trong máu bị giảm. Hiện tượng này có các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn, nặng thì sẽ là hôn mê. Tiếp theo là hạ kali trong máu. Kali đóng vai trò then chốt trong việc truyền các tín hiệu cho các tế bào thần kinh. Các tế bào cơ sẽ bị tê liệt, đặc biệt là tế bào cơ tim. Nếu mức kali trong máu xuống quá thấp thì ngay lập tức nó có thể dẫn đến việc giảm thông khí và hạ đường huyết. Cuối cùng là việc uống nước quá nhiều và nhanh hơn tốc độ bài tiết của thận sẽ gây ra suy thận và yếu thận. Một giả thuyết đã từng được đặt ra về sự ra đi của Lý Tiểu Long chính là do ông đã uống nước quá nhiều và quá nhanh, kể cả trong lúc ông ốm, đã khiến nó xảy ra tác dụng ngược. Còn thận thì không thể bài tiết kịp. Thực chất uống nhiều nước không phải là xấu, con số 2 lít có thể đủ với người này nhưng là nhiều hoặc ít đối với người khác. Bạn chỉ cần uống đủ số nước mà bạn cần và không để quá khát rồi mới uống là được.